nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 107. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Hoa Nghiêm Minh, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Bổn kinh viết vô hữu định pháp, cố bất khả chấp trước. Trước tiên chúng ta xem câu này. Trong kinh Hoa Nghiêm, hai câu này đều là cương định của Phật pháp. Ở trong cửa Phật gọi là pháp môn tổng trì. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, cũng rất khó hiểu. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nếu như từ trên tánh tướng mà nói, nhất là nói đến tánh, là nói đến thể. Thể là một cái. Nhất thiết là nói hiện tượng. Tướng là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên tướng là cùng một thể. Một thể biến ra vô lượng vô biên pháp tướng. Đây là từ trên tánh tướng mà giải thích. Nếu như giải thích từ trên lý sự cũng có thể nói ra trôi chảy. Lý là một, sự là quá nhiều. Vô lượng vô biên sự là cùng một lý. Một lý hiện ra vô lượng vô biên sự, cho nên dùng lý sự để nói cũng được. Ở trên sự sự mà nói cũng không hẳn không thể, đều nói trôi chảy. Thí dụ trong Hoa Nghiêm nói chủ khách viên dung, Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ. Chủ là một vị. Tất cả chư Phật đều là khách của Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tức tất cả, tất cả tức một. Nếu như A-di-đà Phật là chủ thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là khách. Vì thế một không phải là một cố định. Nếu như một là nói một cái, nói một cố định thì sai rồi. Một không phải là một cố định. Một là bất kỳ một cái nào. Các vị phải biết, bất kỳ một cái một nào đều là tất cả. Tất cả là bất kỳ một cái một nào. Cái ý nghĩa này bạn thể hội được rồi. Nếu bạn đem nó nói thành là độc nhất vô nhị, thế thì sai. Thế là bạn chưa có hiểu, không hiểu nghĩa Như Lai nói rồi. Nó là bất kỳ một cái nào. Bất kỳ một cái nào làm chủ thì những cái khác thấy đều là phụ. Là cái ý nghĩa này. Cái này là chân tướng sự thật. Đây là chân lý, là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên bổn kinh Phật nói không có pháp cố định. Một tức tất cả, tất cả tức một, đó chính là không có pháp cố định. Chúng ta hướng theo chỗ này mà thể hội, mới biết được pháp pháp bình đẳng. Thì tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng mới có thể sanh khởi được. Tại vì sao
có thể sanh tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là từ cái nền tảng đạo lý này mà sanh ra. Biết là Pháp bình đẳng với Pháp, Phật bình đẳng với Phật. Không những Phật bình đẳng với Phật, mà Phật còn bình đẳng với chúng sanh. Ở trong cửa Phật chúng ta tu trì, đặc biệt giống như biểu Pháp ở trong Mật Tông. Ở trong Mật Tông tu Pháp Quan Âm. Quan Âm là bổn tôn, Quan Âm là lớn hàng đầu. Tất cả chư Phật Như Lai đều đặt ở bên cạnh Bồ Tát Quan Âm. Bổn tôn là lớn hàng đầu. Bạn mới biết cái một đó là bất kỳ một cái nào. Không phải Phật là nhất, Bồ Tát là thứ hai. Không phải vậy, Bồ Tát cũng có thể là đứng nhất. Bồ Tát đã có thể đặt ở hàng đầu, như thế chúng sanh có thể đặt ở hàng đầu không vậy? Có thể. Cho nên Mật Tông quy y là tứ quy y, không phải quy y sư phụ của họ nữa. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, còn phải quy y Thầy. Đây đều là biểu thị một, tức tất cả, tất cả tức một. Cho nên mới biết bất kỳ một Pháp nào, chỗ nào Thiền Tông biểu thị cái ý nghĩa đó là càng đậm hơn nữa, càng có ý nghĩa hơn. Bạn nói Thượng Sư Mật Tông là đứng đầu, giống như là tuyệt vời rồi. Thế thì ở trong Thiền Tông, cái đứng đầu đó biểu thị ra là bạn càng bất khả tư nghị. Ở trong ngữ lục, ở trong công án có, người này đã kiến tánh rồi. Tánh ở đâu vậy? Cầm một can thỉ quyết lên để biểu thị, đó là số bột rồi. Can thị quyết là cái gì vậy? Nói cho các bạn cũng không hiểu. Hiện nay ở trong nhà vệ sinh dùng giấy vệ sinh rồi, trước đây không có giấy vệ sinh thì bứt lá cây dùng cái này, đó gọi là can thị quyết. Cái đó là số một rồi. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều xếp ở thứ hai. Một tức tất cả. Các vị từ trong những thí dụ này, bạn hãy thể hội cái ý nghĩa này. Cho nên Pháp Pháp bình đẳng. Ở trong Pháp bình đẳng, bất kỳ một Pháp nào cũng là số một. Cho nên nó cái một này là bất kỳ một cái nào, chứ không phải duy nhất, không phải độc nhất. Phải hiểu cái ý nghĩa này. Vì thế, tất cả Pháp đều không nên chấp trước. Từ đó cho thấy, bạn cúng dường Phật không nên chấp trước Phật, cúng dường Bồ Tát không nên chấp trước Bồ Tát. Chấp trước là sai. Ý nghĩa cúng dường Phật Bồ Tát của chúng ta là phải từ ở chỗ đó của các ngài được gợi ý. Dùng cách nói hiện nay để nói là dùng hình tượng của Phật Bồ Tát từng giây từng phút nhắc nhở mình. Dụng ý là ở chỗ này. Chúng ta cúng dường A-di-đà Phật, đương nhiên cái nhắc nhở đầu tiên chính là nhắc nhở chúng ta phải niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cái nhắc nhở này không sai, có thể giảng sanh. Đây là hoàn toàn nói từ trên sự. Nếu sâu hơn một nấc nữa là nói từ trên lý. Ý nghĩa của A-di-đà Phật là vô lượng giác. A dịch thành vô, Di-đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác, vô lượng giác. Sao gọi là giác? Học Kinh Kim Cang rồi là hiểu được. Nhìn thấu buông xả là giác. Đối với Pháp thế xuất thế gian, vẫn còn một việc không buông xả được là bạn chưa giác.
niệm một câu A-di-đà Phật này, mọi thứ cần buông xả, mọi thứ cần nhìn thấu, chính là vô lượng giác. Cái ý nghĩa này là sâu hơn một nấc rồi. Từ sớm đến tối niệm một câu A-di-đà Phật này mà cái gì cũng không buông xả, cái gì cũng không nhìn thấu, đó là bạn gào ở cửa miệng A-di-đà Phật. Nó quả thật bạn niệm niệm đều là bất giác. Thế thì không được, không thể giảng sanh. Khẩu thiện mà thôi. Cái này tóm lại tốt hơn mắng chửi người, tốt hơn hát ca khúc thịnh hành. Lợi ích bạn đạt được chỉ chút xíu như vậy thôi. Cho nên phải hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật này là thân tâm thế giới, tất cả vạn duyên thấy đều phải nhìn thấu, buông xả. Đó gọi là vô lượng giác. Nhất tâm xưng niệm cầu sanh tịnh độ. Phần trước chỗ này nói Bát Nhã tịnh độ đồng tu là cùng một ý nghĩa. Cho nên ở trong tịnh độ, ở trong danh hiệu A-di-đà Phật, ở đâu mà không có Bát Nhã chứ? Không có Bát Nhã, cái danh hiệu này dịch thành ý nghĩa Trung Quốc thử xem có Bát Nhã hay không. Vô lượng giác. Cho nên không được chấp trước. Bất kỳ một pháp nào chúng ta có thể dùng nó, không được chấp trước nó. Thế pháp, Phật pháp đều như nhau, có thể dùng, không được chấp trước. Tất cả mọi bệnh đều do chấp trước, chứ ứng dụng không có bệnh, không có việc gì. Sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, chỉ sợ chấp trước. Vừa chấp trước liền sai ngay. Như bố thí thống nhiếp lục độ, nhẫn nhục diệt thống nhiếp lục độ. Đây là nêu thí dụ. Một tức tất cả. Nói cái bố thí, bố thí là một, bố thí chính là tất cả pháp. Bồ Tát vạn hạnh quy nạp lại chính là một chữ bố thí. Cho nên bố thí chính là vô lượng vô biên pháp môn mà Bồ Tát tu. Nếu như dùng trì giới làm số một, có được không vậy? Được. Bố thí cũng là trì giới, nhẫn nhục cũng là trì giới, vô lượng vô biên pháp môn mà Bồ Tát tu thấy đều là trì giới. Có pháp nào không phải là trì giới đâu. Nếu như nói nhẫn nhục có được hay không vậy? Được. Lấy một pháp bất kỳ đều là tất cả pháp, không nên cố chấp. Lấy một pháp bất kỳ đều là tất cả pháp. Cho nên nhẫn nhục cũng thống nhiếp lục độ. Nhẫn gọi là giới, nhẫn gọi là bố thí, nhẫn gọi là định, nhẫn gọi là Bát Nhã. Từ chỗ này thì nhìn thấy là pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp. Thính kỳ tương hại, giữ kết lai thế duyên thì bố thí. Đây là nêu một cái nhẫn nhục để nói với chúng ta. Nhẫn nhục thì làm sao có thể bao gồm năm độ khác? Bạn xem nhẫn nhục, thính kỳ tương hại. Nếu người ta đến hại chúng ta, chúng ta phải nhẫn, nghe họ tương hại. Kết cái duyên đời sau với người này, đây là bố thí ba la mật. Cái thí dụ này quá rõ ràng. Nhẫn nhục tiên nhân bị ca lợi dương cắt xẻ thân thể, bị cái tai họa này, ngài cứ mặc kệ ông ta, không so đo với ông ta. Không những không so đo mà còn phát cái nguyện
tương lai thành Phật, người đầu tiên là độ ông, kết cái duyên đời sau với ông. Đây chính là bố thí. Không sanh sân hận là thiền định. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, một chút tâm sân hận cũng không sanh. Tâm là định, thiền định. Nhiều kiếp tu như vậy là tinh tấn. Thường tu nhẫn nhục ba la mật, cái này là tinh tấn. Không có các tướng nhân ngã là bát nhã. Từ đó cho thấy nhẫn nhục quả thật là cũng đã bao gồm năm độ khác. Suy ra các độ, mỗi độ đều như nhau. Đây là nói rõ bất kỳ một pháp nào cũng đều hàm nhiếp tất cả pháp. Vì thế người viên tu một cái là tu tất cả. Viên là nói người căn tánh viên giáo. Cách tu của người viên nó thực sự là dễ dàng hơn người bình thường. Căn tánh viên đốn là người như thế nào vậy? Rất khó quan sát, bởi vì cái bộ dạng của người viên đốn đó có một chút là tùy tiện phóng túng. Giống như ở trong tiểu thuyết viết về Phật sống tế công vậy, Ngài không có bó buộc. Bởi vì không có bó buộc, Ngài mọi thứ đều buông xả, mọi thứ không chấp trước, mọi thứ không so đo. Ngài là cái dáng vẻ này, nhưng mà tâm của Ngài thanh tịnh. Ở trong tâm quyết định không mê hoặc, không điên đảo. Tuy là thân tướng tùy tiện, nhưng mà bạn quan sát tỉ mỉ, ngày cái nào cũng như pháp. Không có cái gì là không tương ưng với Phật pháp. Đó chính là căn tánh viên đốn chân thật. Nếu như nói giả bộ dáng vẻ viên đốn làm càng làm bậy, thế thì sai rồi. Đó là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tâm của họ không thanh tịnh, tâm không từ bi, không chân thành. Người căn tánh viên đốn, tâm địa nhất định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cái này chúng ta cần quan sát tỉ mỉ. Không nên bị người lừa gạt. Hiện nay cái thế gian này quả thật giống như lời Phật nói ở trên Kinh Lăng Nghiêm: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Cái bộ dạng mà tà sư này biểu hiện đều là căn tánh viên đốn, đều biểu hiện cái bộ dạng này. Tu hành ăn uống họ không ăn chay, thịt cũng cứ ăn, rượu cũng cứ uống, chứng tỏ họ viên đốn. Họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Thật hiếm có. Thật sự đến chỗ không phân biệt, không chấp trước rồi, thì đưa cho họ một chén phân đầy, họ vẫn cứ ăn. Đó chính là thật, một chút cũng không giả. Nếu như cái đó khi đưa cho họ, họ không ăn, họ còn mắng người ta, thì đó là giả, không phải là thật. Chúng ta ở trong Cao Tăng Truyện xem thấy, đây là truyện ký lúc tôi mới học Phật, rất ưa thích đọc. Tên người thì không còn nhớ nữa. Có một tắc công án như vậy, là một vị tham thiền.
một vị thầy. Ông dạy đệ tử rất nghiêm, nghiêm trì giới luật. Bản thân ông không trì giới, sống trộn lẫn chung với những tín đồ này, rượu thịt đều không kiên cử. Nhưng mà đệ tử nhất định phải ăn chay, đệ tử đó không phục. Sư phụ thầy dạy chúng con mà bản thân thầy không chịu làm. Sư phụ nghe xong thấy buồn cười. Được, nếu các con nó muốn học theo ta thì ngày mai ta mời các con đi ăn. Đến ngày hôm sau, gọi theo người đệ tử này, cầm theo cái kỳ rác, cầm theo cái cuốc, dắt người đó đến đồng hoang để đào tử thi, quật mộ ở trong nghĩa địa đào tử thi. Sau khi đào lên rồi, cho lên lửa thiêu qua, bảo đệ tử này của ông ăn. Đệ tử ai nấy đều không dám. Ông ở đó ăn nhìn thấy rất ngon lành, bảo với họ: nếu con có cái khả năng này của ta thì học theo ta, không có khả năng này thì trì giới, trì giới cho đàng hoàng. Vì đệ tử đó không còn gì để nói nữa. Sư phụ chân thật có bản lĩnh này. Thật sự là không có phân biệt, không có. Cái đó nếu như người bình thường chúng ta ăn rồi, ăn cái đó rồi là chắc chắn sẽ bị mắc bệnh ngay. Bạn nghĩ họ nhiễm tịnh không còn nữa, đồ thanh tịnh, đồ ô uế, họ nhất như rồi, nhiễm tịnh nhất như rồi. Người ta thật sự đã vào cảnh giới này rồi. Đây là ở trong cao tăng truyền có, thần tăng truyền có, các bạn đi ra sẽ thấy ngay. Người nào tôi không thể nhớ được, nhưng có một câu chuyện như vậy. Cho nên người kiểu giống như vậy chúng ta không thể học được. Chúng ta chưa có cái công phu này, chưa có cái trí tuệ này, chưa có vào cảnh giới này. Họ vào cảnh giới thì được, chưa vào cảnh giới thì không được. Cứ theo trình tự thành thật trì giới niệm Phật là không sai. Quyết định nên ăn trường chay, nên thành thật niệm Phật, cái kiểu đó không nên học theo. Bạn không vào cái công phu đó, nếu như bạn ăn thịt chúng sanh thì phiền phức rất lớn, là kết oan thù với chúng sanh. Cái gọi là ăn nó nửa cân, tương lai phải trả nó 8 lạng. Đòi nợ trả nợ, đòi nợ mạng, không bao giờ dứt. Cho nên người học Phật chúng ta biết được cái quan hệ nhân quả báo ứng này. Phật chỉ dạy chúng ta quyết định là thiện, không phải là ác. Xin mở bản kinh ra, trang thứ 118, trang thứ 118, hàng thứ tư. Bắt đầu xem đoạn thứ 23 của chú giải. Đường trì giới tấn định tam độ, ly xả nhẫn lưỡng độ, tiện nan thành tựu. Nhược bất đăng xả, bất năng nhẫn, tất vi tu hành chi đại chướng ngại. Cố thí nhẫn lưỡng độ, thực nhất thiết hành môn chi chủ yếu. Thử bổn kinh sở dĩ, đảng cử thử nhị vi ngôn giả. Nhược thử lưỡng độ năng ly tướng, kỳ dư hành môn tự nhiên năng bất trước hỷ. Đây là dựa vào lục độ ở trong pháp hành của Bồ Tát để nói. Trì giới, tinh tấn, thiền định, ba môn này Phật ở trong bộ kinh nói rất ít.
Thế nhưng bố thí nhẫn nhục thì nói nhiều. Tại vì sao cách nói của Thế Tôn là như vậy? Ở chỗ này đã giải thích rõ ràng cho chúng ta rồi. Trì giới, tinh tấn, thiền định ba độ này, nếu như lìa khỏi bố thí, nhẫn nhục, có thể nói không thể thành tựu. Nếu như không thể xả, cũng chính là không thể buông xả, không có tâm nhẫn nại. Cái này là chướng ngại rất lớn của tu hành. Không những là chướng ngại lớn ở trên tu trì Phật Pháp, cho dù là ở trong Pháp thế gian, bất luận thành tựu hoặc giả là học nghiệp, hoặc giả là sự nghiệp, nếu không thể xả, không thể nhẫn, thì thành tựu của họ cũng tất nhiên là có hạn rồi. Chúng ta ở trong Pháp thế gian, ở trong lịch sử, nhìn thấy người lập đại công, dựng đại nghiệp, tâm hạnh của họ đều khá gần kề với lục độ của Bồ Tát. Cho nên ở trong lục độ, bố thí và nhẫn nhục là mấu chốt ở trong pháp hành của Bồ Tát. Cũng chính là nói môn học quan trọng nhất. Đây là tại sao Thế Tôn ở trên bộ kinh này đem hai sự việc này nói nhiều như vậy, nói tường tận như vậy. Đó là có nguyên nhân. Như thế bố thí cùng trì giới, nếu như có thể không chấp tướng, đó chính là bố thí ba la mật cùng nhẫn nhục ba la mật. Những pháp hành còn lại là rất dễ dàng, không chấp trước. Cái không chấp tướng này thì nhẫn nhục đặc biệt là khó. Cho nên Thế Tôn ở chỗ này đặc biệt lấy nhẫn nhục ba la mật để nói rõ, nêu cái điển hình này để giảng. Người học Bát Nhã trước tiên học xả. Không những là học Bát Nhã, nếu như bạn thực sự phát tâm học Phật, hoặc giả nói ta thật sự muốn hy vọng ở trong một đời này sống thật hạnh phúc, thật vui sướng. Hạnh phúc và vui sướng tất nhiên là không có phiền não, không có lo buồn, không có bận tâm. Bất kể là ở trong đời sống, ở trong tinh thần, đều không có áp lực, đời sống liền tự tại ngay. Cũng nhất thiết phải biết xả. Xả chính là buông xả. Tại sao người thế gian sống khổ đến như vậy? Bạn quan sát thật kỹ, nguyên nhân đích thực vẫn không ngoài việc không buông được.
không buông được thì bạn liền có buồn lo, liền có bận tâm, liền có được mất. Bất kể bạn giàu có, bạn ở trong xã hội có địa vị cao cả đi nữa, cái đời sống khổ này của bạn vĩnh viễn không có cách gì thoát ra được, thoát ra khỏi tất cả khổ nạn. Đó chính là xả. Sau khi xả liền có đắc ngay, liền được tự tại ngay, liền được vui sướng, liền được hạnh phúc. Cho nên các vị cần nhớ kỹ xả đắc. Xả là nhân, phía sau mới có là đắc. Không xả thì không đắc, nhất định phải chịu xả. Như thế học Phật đặc biệt phải biết xả. Có thể nói Bồ Tát thành Phật từ lúc sơ phát tâm mà cho đến viên mãn Bồ Đề, bạn muốn hỏi môn họ tu là gì? Ngoài xả ra không có gì khác. Trước tiên đem những cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta xả hết. Tất cả cách nhìn này xả hết rồi, liền chứng quả Tu Đà Hoàn ngay. 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi, đoạn chính là xả hết, buông xả. Tiếp đó đem tư hoặc đoạn hết. Tư hoặc là cách nghĩ của bạn, bạn đối với người, đối với việc, đối với quá khứ, vị lai, đủ thứ cách nghĩ, cũng đem nó buông xả, thì bạn liền chứng quả A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa, đem trần sa phiền não. Trần sa là thí dụ cho vô lượng vô biên lo buộc bận tâm thảy đều buông xả, bạn liền thành Bồ Tát. Sau cùng còn có một phẩm mê hoặc, vô minh là mê hoặc, cũng đem nó buông xả, cũng đem nó xả sạch. Thế liền biến thành pháp thân đại sĩ, đến Bồ Tát đẳng giác rồi. Phật ở trên kinh nói họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông xả, cũng phải đem nó buông xả, cũng phải đem nó xả sạch, họ liền thành Phật. Vậy chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Thành Phật từ sơ phát tâm đến đẳng giác là không có gì khác, xả, buông xả mà thôi. Bạn thử xem, kiến tư buông xả rồi, xả rồi, đắc A-la-hán. Trần sa xả hết rồi thì đắc quả gì Bồ-Tát? Vô minh buông xả rồi thì đắc quả gì thành Phật? Bạn thử xem, phía sau liền có đắc. Không chịu xả, thế thì bạn cái gì cũng không thể đạt được. Quay trở lại, chúng ta suy nghĩ xem, mỗi một vị đồng tu đang ngồi đây, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều rất tinh tấn, đều rất nỗ lực học Phật, đã học vô lượng kiếp rồi, ngày nay vẫn rơi vào cái tình trạng này. Nguyên nhân gì vậy? Không chịu xả, không chịu buông xả. Nếu như ở trong đời này vẫn không chịu xả, vẫn không chịu buông xả, thì e rằng đời sau còn không bằng đời này. Cái vấn đề này chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Đây là vấn đề lớn rồi.
chứ hoàn toàn không phải trò trẻ con. Chúng ta xem đoạn văn này dưới đây. Trì giới là xả tất cả duyên nhiễm. Giới là tịnh giới, tâm thanh tịnh. Một người phát tâm trì giới, là xả tất cả duyên nhiễm rồi. Giả dụ bạn trì giới, giới giữ được rất tốt, duyên nhiễm không chịu xả, cái này rất nhiều. Cái gì gọi là duyên nhiễm vậy? Tham sân si mạng. Giới luật trì rất tốt, mà tham sân si mạng chưa có buông xả. Không xả, họ vẫn không thể thành tựu. Cái mà họ đạt được chỉ là phước báo hữu lậu ở trong lục đạo đời sau mà thôi. Bạn thử xem hiện nay cái thế gian này, người hưởng phước rất nhiều. Hưởng phước họ có phiền não hay không vậy? Có. Tại sao có phước lại có nhiều phiền não như vậy? Trì giới bố thí mà không chịu xả, không có buông xả, cái tâm này vẫn là không thanh tịnh. Đây không phải là điều Phật dạy chúng ta. Phật dạy chúng ta trì giới, mục đích là để chúng ta được tâm thanh tịnh. Tại vì sao vào thời xưa trì giới có thể được tâm thanh tịnh vậy? Chúng ta đọc ở trên kinh luận pháp vận của Phật, ở thời kỳ chánh pháp, trì giới thì thành tựu. Trì giới liền được tâm thanh tịnh, liền có thể chứng quả A-la-hán. Đến thời kỳ tượng pháp, cách sau khi Phật diệt độ 1000 năm rồi, căn tánh chúng sanh không bằng giới trước đây, trì giới không thể đắc định, không thể được tâm thanh tịnh, nhất định phải tu thiền định. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, người tu thiền định vẫn có thể được tâm thanh tịnh, vẫn có thể chứng quả, nhưng mà đã không nhiều rồi. Thời kỳ mạt pháp, người tu thiền định cũng không thể thành tựu. Phật nói với chúng ta, chỉ có tịnh độ niệm Phật có thể giảng sanh. Cái giảng sanh này được xem là thành tựu. Cho nên mạt pháp tịnh thành tựu, những lời khai thị này của Thế Tôn là nói ở trên kinh Đại Bảo Tích. Chúng ta muốn hỏi, trước đây người trì giới có thể thành tựu, tại sao người hiện nay trì giới không thể thành tựu vậy? Trước đây người tu định có thể thành tựu, tại sao người hiện nay tu định không thể thành tựu? Thực ra cái vấn đề này không cần tôi trả lời, bạn tự mình hãy thử xem liền biết ngay. Trì giới không thể đoạn phiền não, tu định cũng không thể đoạn phiền não. Đây chính là không thể thành tựu.
Bạn muốn hỏi tại vì sao không thể đắc? Nói lời thành thật, bạn không rõ lý, bạn cũng không biết phương pháp. Cái trì giới tu định mà bạn học, đó là bộ dạng, hình thức. Nhìn thấy cái hình dáng người ngồi thiền, bạn liền học theo, là bạn chỉ học được bộ dạng, chứ nội dung chân thật bạn không biết. Theo giới luật mà nói, bất kỳ một điều giới nào, tại vì sao Phật năm xưa phải chế ra giới điều này, bạn có hiểu hay không? Dụng ý mục đích chế định ra điều giới luật này là gì? Chỉ lấy một điều giới này để nói, giới thể là gì? Giới tướng là gì? Giới hạnh là gì? Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, có khai giá trị phạm, bạn đều có thể hiểu rõ không? Nếu như thầy đều không hiểu, thì cái giới đó trì không có hiệu quả. Ngày nay thọ giới là rất dễ dàng, nhưng mà ở trong giới đàn hoàn toàn không có đem mỗi một điều giới giảng cho thật rõ ràng, giảng cho thật minh bạch. Không có người giảng. Thậm chí giảng kinh còn có người giảng, chứ giảng giới là không có người giảng rồi. Nguyên nhân là gì vậy? Một mặt là bản thân cảm thấy xấu hổ, giảng giới rất nhiều giới điều ta cũng chưa làm được, bản thân rất ngại giảng. Mặt thứ hai thì sao? Thật sự giảng giới các bạn đã bỏ đi hết từ lâu rồi. Điều này cũng mắng tôi, điều kia cũng mắng tôi, thôi không nghe nữa, đều bỏ chạy hết rồi. Không có người nghe. Người giảng cảm thấy xấu hổ, người nghe thì càng cảm thấy hổ thẹn hơn, bỏ chạy hết. Đây là thời kỳ mạt pháp, không có người giảng giới. Chúng ta nhất định phải biết. Vì vậy, trong những năm này, ngoài thành thật niệm Phật còn được cứu, thì những cái khác là khó thật. Cái này là trên kinh nói, đó là thật sự như pháp, tu hành như lý như pháp. Trì giới, giới là pháp thanh tịnh, có thể lìa tất cả duyên nhiễm, xả hướng lai ác tập, đem những tập khí không tốt của chúng ta trong đời quá khứ này, từng cái đem nó điều chỉnh trở lại, đem nó sửa đổi trở lại. Tập khí tật xấu của chúng ta quá nhiều quá nhiều. Nhất định phải tự mình giác ngộ. Ở cái xã hội này hiện nay, bạn nói dựa vào thầy, thầy hiện nay cũng không khiển trách học trò. Vì sao vậy? Hiện nay cái xã hội này là tự do dân chủ mở rộng, mỗi người đều nói tự do. Thầy không được cản trở sự tự do của học trò, không được phạm nhân quyền. Nhân quyền là số một. Ở nước ngoài, nếu như thầy khiển trách học trò, học trò có thể đi báo cảnh sát, đi kiện thầy phạm pháp. Cho nên người làm thầy cũng thấy vui vẻ, thoải mái, tự tại rồi, cũng không dám đối xử học trò như là học trò nữa, mà ứng xử như là bạn bè. Vậy là vô sự rồi. Cho nên
không thể chỉ dạy nghiêm khắc, càng không được phép khiển trách. Ở trong cái xã hội như vậy, chúng ta nếu muốn thành tựu, khó, quá khó, quá khó rồi. Chỉ có tự phát, tự giác. Bạn bè tốt có khuyên bạn cũng chẳng qua một vài lần, sự bất quá tam. Khuyên nhiều sẽ bị kết quán thù. Cho nên sư đạo hiện nay không còn nữa. Không những sư đạo không còn, mà ngày nay thậm chí là nói quan hệ phụ tử cũng không còn. Làm cha có thể quản con cái được hay không? Không quản được. Con cái cũng nói nhân quyền, cũng nói dân chủ tự do. Cho nên hiện nay người nước ngoài thông minh, người Mỹ cái gia đình này, cha mẹ và con cái chung sống với nhau như bạn bè, đều là dùng thái độ bạn bè để chung sống. Chế độ của Mỹ là không giống như chúng ta. Con trai của họ 16 tuổi được xem là trưởng thành, 16 tuổi là có tự do rồi. Ở trong nhà là không thể quản nó. Nó đi chơi ở đâu? Đi chơi mấy ngày không trở về. Nếu bạn đi báo cảnh sát, cảnh sát hỏi bạn, con bạn bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi, không cần báo rồi, không sao. Nó có thể độc lập rồi. Bạn không thể quản được nó. Chưa đầy 16 tuổi thì phụ huynh có quyền giám hộ. Tròn 16 tuổi thì hết rồi. Chúng tôi ở San Francisco có một vị người Trung Quốc. Khi con trai của ông ra đi, đến mấy ngày không có trở về, liền đi báo cảnh sát. Vị cảnh sát này liền hỏi ông, con của ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông nói 18 tuổi rồi. Cảnh sát chẳng thèm quan tâm để ý. 18 tuổi độc lập rồi, họ trưởng thành rồi. Người trong nhà các bạn không nên quản lý họ nữa rồi. Hiện nay là xã hội như vậy. Chúng ta học Phật, phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Phật pháp là gì vậy? Phật pháp là phải chuyên trị chứng bệnh chung này của chúng sanh hiện nay. Chứng bệnh của chúng sanh thời đại này không giống như trước đây. Vì thế Phật pháp ở cái thời đại này cần phải có cách giảng của thời đại này, có nhận thức mới của cái thời đại này, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Nếu lấy cách giảng của trước đây, cách nhìn của quá khứ, loại phương pháp đối trị chúng sanh của quá khứ đó cho người hiện đại, thì ai muốn học Phật, ai muốn nghe Phật pháp? Phật pháp không thể phổ biến hoằng dương, không phải không có nguyên nhân. Điều này là giống như thầy thuốc trị bệnh vậy. Một người thầy thuốc giỏi, đương nhiên họ phải biết được dược tính. Mỗi một vị thuốc, loại tính chất nào, trị bệnh gì, họ phải biết. Đây là giống như hoằng pháp, bạn phải biết được kinh luận. Kinh luận chính là dược tính. Bạn còn phải biết bệnh mà chúng sanh mắc phải là bệnh gì, là họ bị bệnh gì, sau đó dùng thuốc gì, chính là tùy bệnh mà cho thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Bạn hiện nay rất tốt đẹp, người xuất gia rất tốt, kinh luận đọc rất nhiều, giống như là một vị thầy thuốc vậy. Dược tính rất rõ ràng, nhưng mà người bệnh nhân đó bị bệnh gì thì không biết. Thế thì có trị bệnh được không? E rằng thuốc này vừa đưa cho bệnh nhân uống, không uống còn tốt hơn, vừa uống xong liền thấy hợi ôi ngay.
Đây chính là nhân tố mà Phật Pháp ngày nay không thể lưu hành ở trong cái thế gian này. Cho nên chúng ta nhất định phải biết Phật Pháp là sống động, không phải chết cứng. Kinh điển là vĩnh hằng bất biến, nhưng mà nghĩa lý của nó thường mới mẻ. Đây chính là trên kinh từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Cái ý nghĩa này thường mới mẻ. Lấy cổ đại để nói, chúng ta nêu cái thí dụ để nói. Kinh Phật chú giải vào thời Triều Hán. Chúng ta đem nó ra thử nghiên cứu tỉ mỉ. Cái chú giải đó chính là để đối trị tập khí tật xấu của chúng sanh vào thời Triều Hán, nhất định rất hữu hiệu. Nếu như không có hiệu quả thì chú giải này không thể lưu truyền đến đời sau. Nhưng mà đến Triều Đường thì sao? Bộ kinh đó lại có rất nhiều người làm chú giải mới. Tại vì sao không dùng chú giải cũ vậy? Người Triều Đường cái tập khí tật xấu đó không giống như người Triều Hán. Kinh Kim Cang bằng dùng cách giảng của Triều Hán đó thì người Triều Đường không đạt được lợi ích, không có giúp ích. Cần phải có cách giảng mới thì người thời Triều Đường được lợi ích. Người vào thời Triều Tống cái bệnh đó lại nặng hơn so với Triều Đường một chút. Dùng cái phương thuốc đó không còn hiệu quả nữa, cần phải tiếp tục ra toa mới, giảng mới trở lại. Các vị hiểu rõ cái đạo lý này. Kinh Phật là giống như một cây cổ thụ vậy. Rễ chỉ là một, gốc chỉ là một, gốc là thân chính. Cành lá của nó mỗi năm đều không như nhau, mỗi năm ra cành mới, mỗi năm nở hoa mới, mỗi năm kết quả mới. Cái mới là sinh ra từ trong cái cũ, cho nên nó là sống động, nó không phải là chết cứng. Một bộ kinh mỗi một thời đại có cách giảng của thời đại đó, mỗi một khu vực có cách giảng của khu vực đó. Như vậy mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên nó không phải có một cách giảng. Nó không phải chỉ có một ý nghĩa mà vô lượng nghĩa. Cũng là một bộ kinh này, từ Sơ Phát Tâm mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác, bộ kinh này không hề thay đổi, nhưng mà mỗi lần ý nghĩa đều khác nhau, biểu hiện ra chỗ kỳ diệu của kinh điển này là không thể nghĩ bàn, không giống như sách của thế gian. Sách thế gian chỉ có một ý nghĩa, không có cái ý nghĩa thứ hai. Đây là chứng tỏ chỗ khó của kinh Phật. Khó là ở chỗ này. Vì thế bản thân không có công phu tu hành chân chánh thì không thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng mà cái cảnh giới này người bình thường chúng ta có thể làm được hay không vậy? Xin thưa với các vị, người nào cũng có thể làm đến được, vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Buông xả là bắt đầu làm từ đây. Đem những tập khí thói xấu thấy đều buông xả hết. Tôi học Phật, tôi biết Phật Pháp hay, nhưng tôi sợ khó. Bạn đem sợ khó buông xả liền dễ dàng ngay. Tôi sợ khổ, bạn đem khổ buông xả nó liền lạc ngay. Bạn có bao nhiêu tật xấu, tự mình hãy suy nghĩ thật kỹ.
những chướng ngại nào, bạn đem những chướng ngại này thấy đều buông xả, thì không còn những chướng ngại nữa, liền được chư Phật hộ niệm, được tam bảo gia trì, trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi chướng ngại đều do mình không buông xả được, không chịu. Không chịu chính là không buông xả được. Cho nên xả quá quan trọng. Tu phước tiện ưng thí xả, tiên học xả hành dĩ khiển chấp phá ngã. Ở trên kinh này Phật nói, cho dù là sau 500 năm thứ năm, chính là chỉ cái thời đại này hiện nay của chúng ta, có người trì giới tu phước, đối với kinh điển mà Phật nói này họ tin, họ còn có thể tiếp nhận. Có thể thấy là họ trì giới tu phước. Chúng ta ngày nay không thể tiếp nhận, không thể y giáo phụng hành. Hay nói cách khác, chúng ta không có trì giới, không có tu phước. Nếu như thật sự là trì giới tu phước, là họ thật sự làm theo, họ có thể tin cho đó là thật. Trước tiên họ có thể hiểu sâu nghĩa thú. Đối với những đạo lý mà Phật nói này, họ hiểu rõ, họ không mê hoặc, họ khẳng định. Thứ hai, những phương pháp mà Phật nói này, họ có thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.